Nướng ngay dưới bếp hồng nữa lên phải không? Anh bỏ vào miệng anh làm một phát. Cảm giác như thế nào anh? Nó ngon, nó béo, nó bùi, nó thơm, nó như gái 16. Ôi trời. Nó đậu trên những cái con nhện nhện và bây giờ ăn. Ăn luôn, ăn luôn. Nhưng không được, mình phải nướng nó, nướng lên ăn nó mới ngon. Con nhện rừng ở Sài Gòn gọi là tôm rừng. Bên bếp lửa hồng nè, chúng ta nướng con này lên và chúng ta các bạn thấy hồi nãy clip tôi bắt không? Vô nè. Wow. Cái thịt nó ra cho anh đi. Chú ơi, con có con chín chưa cho con? Ừ. Cực kỳ ngon, mấy chung à. Ừ. Quá là ngon luôn. Cái con này sao mình bắt được anh? À. Con này cho em hỏi là bây giờ chính xác tên nó là gì anh ha? Cái đây là nhện rừng. Nhện rừng. Thực tế nó đặc sản rừng gọi là tôm rừng. Tôm rừng. À. Tôm rừng. Mình sẽ lặt bỏ mấy cái râu ria đi. Giữ lại cái thân của nó thôi đúng không anh ha? Con này chế biến dễ không anh? Con chỉ xào sơ như dế. Dạ. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái con gọi là nhện rừng. Nhện rừng này thì bu ở trên cây, những cái ổ màng nhện đồ này kia thì chúng mình mới bắt nó. Và bây giờ mình chỉ làm cái món gọi là đặc sản ở vùng Tây Nguyên. Cái con nhện rừng nó như thế này nè các bạn. Đó, thấy không? Quá ngon luôn. Thì mình sẽ lặt bỏ cái càng nó đúng không anh? Các bạn, đây là nhện rừng nha các bạn. Đây là đặc sản của đâu? Trồng gừng. Nói chung là trồng gừng. Bây giờ bẻ chân nó ra hả? Anh bên lấy điện thoại chụp cái anh lên. Ủa cái bà kia. Dưới đây là chính à. Cái bà kia. Thằng người luôn. Bà kia. Ủa vậy là giờ mình ăn luôn hả anh? Ờ. Chú cha. Ăn sống luôn chứ ăn với ông nội. Cái bà kia không vô nấu hả? Tại đây không vô nấu à? Tỏi chứ. Anh ơi, anh để gì không sao ba? Anh có rang bơ, rang tỏi vậy? Do. Có chứ. Bà không vô nấu à? Có chứ. Quay phim, quay phim cho đẹp. Ờ, chụp hình quay phim cho đẹp. To dữ vậy. Mập như trâu trơ để chú. Đó các bạn thấy không? Con nhện rừng nó như thế này này. Xét với ống kính luôn á. Đó và cái tơ của nó. Đó các bạn thấy không? Chắc không thấy đâu. Cái tơ của nó mình phải đi thấp xuống để không có đụng vô, để đụng vô nó đi. Ơ nó chạy rồi, mình đụng nó chạy rồi, nó chạy rồi. Đây này nè các bạn, cái con nhện rừng á, tôi sẽ cho thấy các bạn ở ngoài thiên nhiên thực tế nó như thế nào. Đây này nha. Đây bạn phải nhìn bắt này. Rồi bắt đi anh, từ từ.
từ 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 tắt đi anh, từ từ để em đưa camera lên. Rồi bắt con nhện nè. Wow, dính luôn. Rồi xong rồi đúng không anh? Đó, các bạn thấy không? Cái tôm rừng á, nhện rừng á, nó như thế này nè, quá là đã luôn. Cha em bóc một con đi. Ôi ôi. Thôi, mời cả làng vào ăn cơm. Ngon không? Đặc sản không? Ngon á. Không, anh phải quay người nè chứ. Đó, quá là cảm ơn anh luôn. Không, các bạn thấy không? Nhện rừng, ở Sài Gòn gọi là tôm rừng á các bạn. Ôi, anh em mình mỗi người con nè. Đây. Wow. Ngon lắm. Đã. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cái nó béo béo. Cái bụng của nó giống như cảm giác như là nó có cái sữa trong bụng, đúng không anh? Đúng rồi. Cái sữa trong bụng. Cái sữa đó hương vị nó rất là lạ. Đúng không? Ồ, khá quá luôn. Ồ, cái này mà nhập. Vậy cho anh nội đạ làm có thứ hai. Lần tụi lại anh em mình nhau quá. Cảm ơn anh. Quá tuyệt vời luôn. Đoan đấy. Đoan quá. Trong cái bịch thêm. Em dừng lại anh nhá. Mọi người vẫn đang làm. Hai con vừa nha em. Cái nhện rừng cực kỳ ngon luôn các bạn. Cái quy trình như thế nào thì mình cũng đã nói cho các bạn rồi. Mày đứng đây. Mày nói mù hoài với mày. Wow. Các bạn thấy không? Bên cái bếp lửa hồng, trời mưa và trong rừng. Đây là con nhện rừng mà ở dưới Sài Gòn chúng tôi gọi là con tôm rừng á các bạn. Cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà tôi cũng chưa biết ngon như thế nào, bây giờ tôi muốn ăn thử. Quá nổi da gà vãi. Em phải nói là cực kỳ ngon. Nó ngọt ngọt. Nó ngọt mà nó béo. Mà nó cái vị của nó rất là đã luôn. Rất là đã. Mình ăn vô á, cái bụng nó bở cái bụp một phát. Ôi, là cái nước của nó cực kỳ ngọt. Ủa, quá là ngon luôn. Rất là thơm, nó không quá béo. Dạ. Nó không có quá béo giống như là mỡ. Ừ. Mà nó có cái vị bùi bùi béo của nó. Quá là ngon. Có anh này nướng đồ hay nè. À. Đó phải lùa. Đây nè các bạn. Thấy chưa? Nó đậu trên những cái con nhện nhện. Và bây giờ ăn. Nhưng không được, mình phải nướng nó, nướng lên ăn nó mới ngon. Đây, nướng lên ăn nó mới ngon. Cái quan trọng là bây giờ mình phải bỏ vô cái bếp lửa, các bạn thấy không, có theo lửa không? Nướng lên quá là tuyệt vời luôn. Anh nướng giùm em luôn đi anh. Dạ. Đây. Anh vai kẹp cái này bỏ vô cho nó có chạy cho này. Kẹp vô. Rồi, các bạn thấy tôi có rõ không? Con nhện rừng ở Sài Gòn gọi là tôm rừng. Bên bếp lửa hồng nè, chúng ta nướng con này lên và chúng ta các bạn thấy hồi nãy clip của bác không? Không vô nè. Wow. Cực kỳ ngon. Mấy chân à? Quá là ngon luôn. Đưa đây, không ăn đưa đây. Không. Nhả luôn rồi. Trời ơi. Quá là ngon. Hai con này là tự tay mình đi bắt. Nãy đi bắt cái anh kia đó, quay các bạn thấy không? Biệt luôn. Mình nó đậu trên nhìn nhện đó. Cái gì? Này là mình ở trên thác nha các bạn. Và bây giờ mình đi tắm. Anh ơi, anh YouTube ơi, anh xem lên YouTube ơi. Ừ, cho lên luôn. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Quá là đã. Ôi trời ơi. Má ơi, cái kia trơn mù luôn á. Chào anh, cho em tắm với nha. Chào mọi người, cho mình tắm luôn nha. Ừ, xin phép chứ. Wow, lỡ nó trợt tiếng cái sao ta. Quá luôn. Quá đẹp. Đi mình sợ trớt quá, trợt té quá trời luôn á. Trời ơi, ở đây anh em tắm nhiều lắm. Bây giờ mình cũng xuống tắm luôn. Không chỉ có mấy anh nam mà có mấy chị phụ nữ nữa. Quá là đẹp luôn. Quá là tuyệt vời. Dồn kính cái coi. Còn thấy chưa? Đó, đi đây gặp quá nhiều anh em luôn. Tắm không chưa? À, em mới gọi đầu xong. À.
Ở thác K50 này nước ở trên đầu thác á, rất là êm và chúng ta có thể ra tắm ở đây luôn á. Ở dưới đây nước rất là lạnh và có những đoạn đá rồi nó sâu lắm, cho nên nhiều khi chúng ta tắm á, chúng ta cẩn thận nhẹ nhàng. Tại vì các bạn biết rồi, ở những cái con suối như thế này á thì một phần đá rất là nhiều. Cái thứ hai là nước nó sâu, cho nên là nhiều khi nó bị hụt chân. Cho nên là chúng ta đi cái gì chúng ta cũng phải cẩn thận. Ở phía xa kia là dưới thác á. Ở đây mọi người tắm cũng rất là đông. Núi non ở đây hùng vĩ bao la luôn, giữa rừng xanh luôn, quá tuyệt vời. Thì mình đang đứng ở đây là một cái mỏm đá nè. Nói chung là bơi nó, mình bơi á, nó cẩn thận. Ở đây là cát nè, ở đây là nước tới cổ nè. Đó, nước tới cổ các bạn. Đây là đá nè, thấy chưa, đá rất là trợp. Và các bạn, có một số bạn khi mà đi xuống tắm thác, tắm suối như thế này á, là bước xuống liền là nó trợt là mất hồn và thụt chân ngay. Như ngay những cái chỗ này nè, dòng nước nó rất là xoáy đó. Nhưng mà không cẩn thận là mình bị cuốn vô luôn á. Má, cực kỳ mạnh luôn. Không, nhưng mà không có cái thế ở dưới chân nó đẩy chân đạp vào đây này. Mày đừng bò ra đây làm cái gì? Để cái chân ở cái chân bị kia. Đáp ơi, cùng một tay cái. Đó, các bạn thấy không? Lúc nãy á, các bạn thấy không? Lúc nãy mình bị cuốn vô chỗ này nè. Nhưng mà may, mình rất là may là có cái này, mình bám chặt vô cái dòng này. Ở dưới đá rất là trơn, các bạn không có thể nào bám được dưới đá đâu. Đó, nó xoáy cực kỳ mạnh luôn. Tắm đi tắm, chơi là chơi, nhưng mà quan trọng chúng ta phải biết giữ cái thế an toàn cho mình.